Xin chào các bạn, hôm nay mình làm cái món dồi chừng luộc chấm mắm tôm, nhưng mình không dám nấu trong nhà, tại vì ở bên này nhà các bạn thấy nè, nhà xài máy điều hòa rất là kín, mà mắm tôm trong nhà cái mùi giữ rất là lâu, rất là khó chịu cho những người khác không có chịu mùi mắm tôm, nên mình phải làm ở ngoài sân. Thì đây là mình đang luộc nè, luộc cái dồi chừng. Thì trong thời gian mình luộc dồi chừng á, chờ nó chín á thì bắt đầu mình mới đi làm mắm tôm. Thì giới thiệu là mắm tôm, mắm rút tôm bắc để gì đó, mình mới mua ngày hôm qua luôn, chưa xé nhãn luôn. Mình có mắm tôm nè, mấy cái tỏi nè, mấy trái ớt nè, ít đường nè, chanh nè. Để mình thích ăn cái ớt sạch tới khô này nè, chua limet mình bỏ thêm chút cho có mùi. À, mình quên rồi, bỏ thêm một chút rượu vô trong này, vô trong cái nồi này. Ớt với lại tỏi để mình làm mắm tôm nha. Còn có cái chày mà không lấy cối sao giả, trời ơi tệ quá tệ luôn. Rồi, đem cối ra đây. Lấy được cái cối rồi nè, lấy được cái cối này, bỏ vô đây giã nè. Mắm tôm này mà mặn, mắm tôm này là một năm rồi, mình mới ăn lại gần một năm rồi đó, tại vì mùa đông ở trong nhà không dám ăn. Giờ bắt đầu bước qua mùa hè, mình làm này, hôm nay trời vẫn chưa có ấm lắm, trời còn có 11 độ, 11 độ cộng á, hơi lạnh xíu. Cháo mình sanh bên Canada nên nó không có ăn được, nó không có hửi được cái mùi mắm tôm, nên mình phải ăn ngoài này. Bỏ đường vô nè, đập khui mắm tôm nè, đập xé nè, xé mạt lên. Bên này đôi lúc mua mấy cái đồ bên Canada này, đôi lúc mua mấy cái đồ để
trên bàn đi nha, cho nó sạch sẽ rồi mà mình làm dưới mình. Khó khăn nhiều lúc không có. Hôm qua mình đi mua rau răm về để làm gỏi không có luôn. Trả lại nha, bỏ đây nè, rau vắt chanh vô nè. Ngoài này cái mùi nó bay khủng khiếp như vậy rồi, không biết tay gần như ở đây nó có nghe mùi không, sợ hết. Cho thêm ít ớt sa tế khô vô, nó cay lục lưỡi luôn, nó như nhồng luôn. Dạ cũng đỡ đỡ nhưng mà cái mùi nồng quá. Làm xong rồi không biết chưa chín chưa đây. Chính thì mình vô mình lấy thớt đồ đã sẵn. Nay trời hơi lạnh, có 11 độ thôi mà có gió này nên hơi lạnh, tại bắt đầu vô mùa hè rồi. Cây cối bắt đầu mới đâm lộc rồi. mới đâm lộc. Cỏ cũng mới mọc lên được xinh xanh chút chút đỉnh. Nước đá đổ sẵn đây, khi mà vô trường chín á, cái mình gấp ra bỏ vô đây thì nó sẽ giòn và giữ được cái màu như luộc vậy. Mà cái này, cái vô trường này mình mua hôm qua rồi, chiều tối hôm qua làm không kịp nên mình rửa sạch mình để thì nó không có được trắng.
chắc là cũng chín rồi. Rồi giờ mình gấp cộng nữa. Cộng mình luộc tiếp tục gấp ra một cộng nhúng vô đây. Cái bự này thì để là thêm chút xíu nữa đi. Một cộng một chút luôn. Sắc ra nha, sắc bát. Sắc ra bỏ vô. Sắc ra bỏ vô chén nè. Chín nè. Nhỏ chín con quỷ này để lại chút xíu nữa. Té luôn rồi chứ. Thử nha. Một năm mà mới được ăn lại nữa. Trời cũng lạnh quá. Trời cũng lạnh quá thôi, mình xin kết thúc video ở đây nha. Lạnh quá. Chào tạm biệt mọi người.